Ê, Ba Mập xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn cùng đến video tiếp theo của Ba Mập nha. Thì bây giờ mình đang đứng ở đây là ngã tư quốc lộ 22 với đường Nguyễn Thị Sóc. Ở đây là bên tay trái là mình đường vô chợ Hóc Môn, chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đầu mối Củ Cải. Mời cô chú anh chị các bạn cùng lên xe đi dạo xem chợ buổi sáng với mình nha. Đây, mình sẽ quẹo trái vô thì sốc. Đây là đầu đường, trời xe tải nó chạy. Ghê quá. Xe tải này, mấy cái xe này chở hàng hàng quá vô chợ. Mới đầu chợ thôi, cái này chưa khuất, không phải thuộc chợ ở đây mà hàng quá bắt đầu ở đây là họ bài bán từ từ rồi. Một chiếc xe tải bự sau lưng nha. Nói chung là hai bên đường là bắt đầu là bài bán nhiều rồi. Bên tay trái, bên tay phải. Ở đây là ổi, ổi nữ hoàng á, ổi trân châu hả? Nghe tên lại hành. Hành một mớ bán theo mớ 20-30. Rồi mít. Nghe nhiều mít nghe mùi đã. Mít dưới quê đang mua có mấy ngàn ký mà. Đây bên đây phải là bãi như bãi xe nè. Đó là lưu lượng xe buổi sáng này đông thiệt á. Đây là bên tay phải là khu vực chợ đây. Rồi, nguyên cái xe cà rốt luôn. Vô chợ đang đóng phí à. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Đây giờ mình đi cổng chính đi vào chợ cô chú anh chị. Trời sáng ngày rồi. Rác quá trời rác luôn ha. Ngập mùa rác luôn. Đây là cổng chính đi đường đi vào chợ đây. Mấy chị người xe ăn xe máy, người chắc xe đầy luôn, chở hàng về bán nhỏ lẻ mà giờ kêu xe lớn đi thì hết lời rồi, phải nhiều người thôi kệ, nhìn thấy nguy hiểm thiệt nhưng mà thôi cũng ráng. Đây bán cà phê, bán trình có sẵn trong chợ luôn. À, bắp cải 10.000 ký nè, là 10.000 mớ không biết. Mà chụp có 2. Vậy rác thải họ lựa cái họ quăng đây một đống đây luôn. Rồi, bán thiều bịch rồi, khoai tây bán bịch 15.000 bịch rồi. Trời ơi. Cái này là khu ai có nuôi heo ra đây để mua lộn lụm mấy này về cho heo ăn được á. Cà rốt 10.000, dưa leo 15.000 ký. Ồ, quá trời luôn.
ốp 20.000. Mình đâu bắp tí vô 10.000. 10.000 nó bắp, 10.000 nó bắp, 10.000. Rồi. Khu giữa giống như cái nhân vậy ha. Mấy cái ót nó chạy xung quanh. 20.000 ký. Ôi. Rồi. Bán mấy người bán cải họ lột ở đây họ quăng ra đây luôn. Để một lát hồi nhân viên khu gom nó dọn nhìn, nhìn thấy nhớt nhát quá. Đó. Sau khi chợ tan chưa chưa rồi có đầu có một đội vệ sinh họ đi họ dọn. Rồi cà tím 40.000 bịch mà. Củ cải trắng 25.000 ha. Hành tím 40.000. Ủa. Không biết nữa hay sao mà. Cải này có 10.000 này chắc là 10.000 này không thấy để chữ gì hết trơn rồi đấy. Hả? Rồi rồi rác để tránh giữa họ tập trung. Rồi cà tím 10.000 ở 6.000 này trời. Không lẽ bịch đó, nó để nguyên bịch, không để bán nguyên bịch ta. Mấy cái dừa thì đa số là họ bán theo bịch, ở đây 25.000 bịch nè. Dừa thì bán theo bịch. Cà rốt 50, 80.000 bịch thành 110.000 luôn hả? Đây là đa số họ bán mấy người bán lẻ thì họ bán ký, bán người mấy người mà bán sỉ họ bán theo bịch mà. Mấy cái dừa lớn đây bán họ chi bịch sẵn luôn ha. Thì bởi rồi ra. Rác ngập ngụa luôn á. Đấy, xe tự chế, xe chành tùm lum hết trơn. Nguyên xe luôn, trời ơi, chị này chỉ làm một xe thì về luôn á. Cà rốt 55-75 thì đó, cho nó qua đi đó. Xe đó là xe tỏi à. Cà chua 40-40k kìa, 40k một bịch đó, đó ta. Không phải, một đống á chứ. Mà bán theo đống á. Giống ba bịch đó, ở dưới kìa một bịch là 20 kìa. Này họ bán bịch mà, bán sỉ mà. Cà tím 40 kìa. Tùy chỗ. À bên này họ bán ấy 15k một bịch nhỏ kìa, còn một đống phía trên ba bịch là 40k kìa. Một bịch là 15, ba bịch 45, có ba bịch 40. Và cải họ lột và cái cải già, cải nó bị mặt ngoài nó hơi sâu xíu họ quăng qua giữa đường không à, như giữa nào cũng vậy thôi. Thank you.
Rồi. xe tay ga xịn đi chở luôn đó con. Đi giữa đống rác luôn à. Đây là hết cái mặt chợ rồi á. Hết cái phía trong rồi, bây giờ mình đi phía ngoài rồi. Ở đâu cũng gặp ngựa đơn rác hết trơn, họ bao bì họ lột ra và quăng hết đây, xoài keo 80 gram bịch. Quýt nho. Quá trời luôn á, xoài, cam, cam có 11 ngàn ký rồi. Đây, nhân viên vệ sinh sẽ đi, bắt đầu là giờ này nó bắt đầu đi gom rồi đó. Gom đóng rồi để lát hồi có xe đi, có xe thu gom. Rồi cam 10 ngàn hả? 7 ngàn nữa kìa. 10, 11, 12, 7 ngàn. 17 ngàn cái nhỏ. Ở đây cũng vậy, 12 ngàn. À, 7, 8 à. 7, 8, 19, 11 à. Đúng giá rồi. Đây là bên tay trái chợ đây, sầu riêng, rồi cầu xiêm, cái dâu, dưa lưới không à, quá trời luôn á. Xoài. Rồi xoài nhỏ 7 ngàn hả? 7 ngàn ký. Hòa lọc 30 ngàn kìa, 35 ngàn hả? Rồi bơ 30. Dưa lưới 18k. Ồ bơ, bơ quá trời bơ luôn hả? Hả? Bơ quá trời bơ luôn á. Nhập mùa rác luôn á. Ngày chắc làm một đống mấy xe rác đi luôn á. Cho thuê nửa dựa luôn. Cấn xe. Trời. Anh ăn xong anh qua đây anh quăng ngay giữa đường luôn. Giờ nửa đường giờ giống như cái bãi rác vậy cả nhà. Chị này chỉ mua cứ mỗi thứ bạch bạch này chắc gì về chứ bán ngái quá. Bán trái cây quá. Thơm, dừa, lê,
Ở chợ là ở chợ là họ đâu không có xài dây ràng mà keo á, mà keo nó chắc chắc hơn, lập lẹ hơn, dễ làm hơn. Đây là thấy người xe giờ này 6 giờ mấy sáng, nói chung giờ này cũng trễ rồi đó. Nếu mà về chợ đầu mối là giờ này nó cũng trễ rồi đó, giờ phải 4, thường là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng rồi. Mít này là mít dẹt rồi. Nguyên cái dãy bên này là trái cây á. À, chính giữa là rau củ quả, rau với quả củ, ba cái củ rồi ấy rồi. Ổi 70k, ổi đỏ. Ổi ruột đỏ 70k. Ở đây là dừa chuối nha. Như dừa chuối. Chuối ngon quá ha. Đây là khoai. khoai mì, khoai lang, khoai sọ gì đậu. À, trước cây rác thơm á, kia là nguyên xe thơm luôn, họ đang xuống nguyên xe thơm luôn. Để trên xe bán luôn khỏi ấy luôn. Bán nhiều họ phân loại họ đem xuống á. Mì bí rồi, khoai bí mì quá trời luôn, đưa vô bịch sẵn hết. Ở đây bán đa số là bán bịch không, ai bán ký rồi bán theo lẻ, cũng có người bán lẻ ký, còn đa số là để mà đưa vô bịch sẵn kìa, họ đếm trái đưa vô bịch. Chợ sáng nhộn nhịp quá. Đây đây cái cổng sau đi vô. Thì Nguyễn Thị Sóc quẹo qua đó. Rồi, cà chua đây 30k một bịch rồi, một bịch đóng. Ớt, dưa leo, cà pháo. Qua trời đào ra cỏ luôn. Rau củ quả sáng ngày nhìn mê luôn ha. Cà tím 30k, đậu phộng 110k luôn à. Giờ không ai sử dụng à. Kêu là 20.000 hết rồi đó, 20k. Đồng tiền Việt Nam ở chợ đã bị biến thể rồi. 30k, 20k, 50k, 90k.
Còn này mướp à, mướp 90 à. Một cà pháo đã không? Cái bự bự không à? 90-70. Đây là bãi xe. Trời. Con bé nó đi theo cha mẹ đi làm một xe rau luôn. Cuộc sống mưu sinh, có những người phải chở con cái đi theo luôn á. Ở đây là mấy chị đây làm xe ăn xe, cứ người chiếc xe máy chở đi. Chanh 27k ở dưới quê mua mười mấy 20.000 rồi mà chanh á, chanh dưới quê á, ý là chanh dưới quê á nay bán có giá, lúc trước có 5-6 ngàn, hôm nay mười mấy 20 ngàn đó. Bà Lâm là ở trên này, ý là nó dưới quê kìa, nó mua tại vườn á, không mua sỉ á. Không biết nữa, chanh tự nhiên hôm nay nó có giá, không biết nữa. Khoai lang kìa. Khoai môn. Đủ loại khoai hết trơn. Xe tải đi Gò Kiều nữa. Cải. Cà pháo đây trái nhỏ nhỏ hả? Hồi nãy cái cà pháo kia nó lựa sẵn là trái bự bự không à? Nó như trái nhỏ nhỏ ăn nó mới thấm à. Họ đa số họ muối dưa ăn nó thấm. Ồ đại bí. Xe tự chế chở nguyên xe khoai về bán luôn. Chỉ mấy xe tự chế này lâu lâu cũng bị bắt à. Đợt trước là bị mấy ông bên quản lý thị trường á, bắt này Hóc Môn này nè, bắt mấy người đó nhưng mà làm luật chứ không phải là bắt để thu giữ, mà bắt để làm luật á. Thì làm luật đó, làm luật á tốn tiền. Ở khúc này là dưa hấu à. Ồ, khúc này nguyên dưa hấu rồi, xe rác giờ này vô rồi đó. Ở bên kia cũng rau củ quả quá trời luôn, hành tím với tỏi rồi á. Không biết là nó không hay vậy á, thì mấy dừa này nó không đủ người họ làm nó, mà dừa ấy nè rồi đu đủ à. À, bán có khu ha, bán chỗ nào bán xài, chỗ nào bán trái cây. Đó, đây là chợ nông sản thực phẩm đó, nó nguyên cái dòng chợ nông sản thực phẩm đó cô chú anh chị ơi. Còn mới xe tự chế này sao chưa mua được hàng hay gì? Ở đây là họ bán ngay ngoài chợ luôn. Okay.
đó là dòng hết chợ nông sản thực phẩm á. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again. Đường Nguyễn Thị Sóc nè, bên này bên hông cũng quá là nhiều bán luôn.